Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Thì mình là Thầy Ezzy đây, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series chính là X-Fish làng cá đại chiến nha anh em ơi. Link tải cũng như tất cả code mới nhất mình sẽ để ở phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Giờ thì mình vào xem có cái sự kiện gì mới của cái làng cá đại chiến được không. Ok, chúng ta sẽ đi đánh mấy cái phần vượt tháp đi. Trong này đây, vượt tháp thì chúng ta đánh vẫn rất là ngon rồi. Con này chắc không thể đánh được mình đâu. Đấy, vẫn chiến thắng mà. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Chúng ta sẽ kiếm thêm nhiều vé để mở anh em nhé. Đây, tiếp tục. Hình như là có một con tướng mới phải anh em ạ. Đó chính là con tướng La Bu Bu. Đấy, nhưng mà tôi chưa biết cách nào để lấy cả. Săn kiểu gì đây? Giờ xem là sẽ săn kiểu gì bây giờ. Tiếp theo đi, kiếm nhiều vé nhất có thể anh em ạ. Tôi cần mở ra lực chiến của bọn nó lên tận đến 47.000, nhưng mình cũng không phải thành vấn đề lắm, không có vấn đề gì cả. Thực ra thì mình cần là cần cái hòm ấy. Tôi cần là cần cái hòm nhiều hơn anh em ạ. Ô, hòm hơi ít nhỉ. Hòm hơi ít nha. Chúng ta sẽ nhận cái này đi. Nhận cái vượt ải đi. Đấy. Thư này. Tôi sẽ nhận thêm ít quà. Thế có 10 cái nhỉ. Cái này mua miễn phí anh em ạ. Mua mất 60 đô nhưng mà lại được 60 tiền. Đấy. Coi như là không mất cái gì luôn. Đấy, hiện tại chúng ta đang hơi yếu nên tôi sẽ cần phải nâng cấp sức mạnh lên anh em nha. Mua full luôn, mua mắc cái này luôn anh em. Mua mắc cái này cho tôi ha. Có vàng để nâng cấp cho thằng Luffy của chúng ta. Luffy lên nâng cấp lên nào. Lên level nào. Đột phá. Đấy, lực chiến mẹ tăng. Vãi. Tăng dã man con ngan luôn. Xong rồi nâng cấp cái thằng trên cùng này lên cho mình. Lực chiến lên 63 triệu lực chiến anh em ạ. Ui. Từ bao nhiêu? Từ 37 triệu mà lên 63 triệu à? Oh my god. Lạy chúa luôn. Khám phá vượt ải này. Qua 7 ngày anh em. Thưởng 7 ngày ra sẽ được con La Bu Bu. Con tướng La Bu Bu anh em ạ. Thần tướng La Bu Bu UR. Đấy. Qua 7 ngày nó sẽ có cái đấy. Hiện tại tôi chưa có. Nâng cấp cho cái này lên. Cái này thì cũng không có quan trọng. Quan trọng là có vàng để nâng cho mấy con này nó đột phá cho anh em ạ. Thì rất là khỏe. Rất là đáng để thử. Nhiệm vụ này. Nhiệm vụ chính này. Nhận ít phần quà cái nhờ. Rồi. Sự kiện. Ngày 6. Ưu đãi nhận miễn phí. Còn cái gì nữa không? Triệu hồi đấy anh em. Tôi đang có 48 vé. Triệu hồi hết luôn. Triệu hồi hết. Ngay và luôn. Thiếu 2 vé nữa kìa. Thiếu 2 vé nữa kìa. Ô, xem quảng cáo được thêm đấy nhá. Ồ, đấy. Có ngày được xem quảng cáo 5 lần là được thêm 5 vé nữa. Bình thường mình không để ý là có thể sẽ được kiếm thêm 5 vé. Ý yo, what's up? Rất nhiều lần. Đi mở hòm đi anh em. Ui, 99 hòm luôn. Vàng. Kiếm vàng anh em ơi. Tôi có thể vượt qua map một cách dễ dàng rồi. Theo tôi nghĩ là thế. Tôi cần kiếm thêm 80 mảnh của thằng Luffy nữa để cho nó lên thêm một cái tầm cao mới. Nó phải khỏe hơn nữa. Giờ vẫn đang hơi yếu. Nhiều dương quá. Mở mãi mới hết, sợ thật. Mở anh em ơi, 44 dương. Cái này là cái đá mài dùng để nâng cấp. Nâng cấp đồ á. Nâng cấp đồ cho tướng nhá, rất là ngon nhá. 13, mở hết luôn. Tôi sẽ được rất là nhiều cái hòm đỏ đây anh em ạ. Và tha hồ nâng cấp tướng à. Nhận hết luôn đã. Thì sao? Được một hòm đỏ thôi. Hai hòm đỏ. Và 8 cái hòm tím. Cái đá tiến bậc. Cái đá tiến bậc cũng khá quan trọng. Rồi.
Nâng cấp tướng nào, xem có thể nâng được con cho con gì nào. All Might, SR, Mitsuri, Hanamichi, Goku. Wow, lâu lắm mà Goku bên được 6 sao đấy anh em ạ. Chúng ta có Goku, có Gizu. Ui, thì tôi phải đấy thôi anh em ơi, tôi phải đổi sang team kia thôi. Đúng rồi, tôi vẫn là team này mà. Natsu, ok. Kakashi. Vẫn còn à? Vẫn còn tướng à? Đây, Soto. Chopper. Hinata, ok, hình như là đủ rồi đấy. Vẫn còn ạ. À? Đây là còn đống này. Tôi đang dùng cái team gì vậy nhỉ? Eren, Sasuke, Goku, đúng 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 à? Đúng rồi, đúng đúng dùng cái đúng 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 team này anh em ạ. Team này là rất nhiều nhiều con rất rất nhiều con đấy, rất là nhiều con 6 sao, con nhiều 11 sao sao. Lực chiến nó tăng lên rất là nhiều, rất là ngon. Rồi anh em ơi, lực chiến của chúng tổng lực chiến ra biết được bao nhiêu? Mình cũng không nhìn rõ được cái tổng lực chiến của mình là bao nhiêu cả anh em ạ. Để tôi xem. Ginyu, Inosuke, ai nữa? Zenos, Nico Robin và Buggy. Soto, Hinata. Và tất cả. Orihime, Itachi. Nhận được hết rồi anh em. Đã. Ui, thiếu 10 điểm nữa. 10 điểm nữa. Được diễn đến 64 thôi, cũng không phải là nhiều lắm đâu. mảnh à? 38 mảnh. Hơi lag rồi. Hơi lag thì tôi phải thoát ra vào lại thôi. Hơi lag thì có tướng mới Labubu. Đặc quyền phân cứng hứng quà. À, có sự kiện phân cứng à? Game không có cái cốt cốt tuần nhỉ? Với cốt tuần thì ngon ha. Giờ tôi có thể đi thoải mái rồi. Đi này không phải lo lắng rồi. Tôi còn thiếu khoảng gần 500 cái thùng nữa thì mới được 80 mảnh nữa nhỉ. Triệu hồi thì ai chà, triệu hồi thì thiếu nhiều lắm anh em. Triệu hồi thì thiếu cực nhiều. Thiếu nhiều một cách dã man luôn. Thêm một cái dương ấy này. Dương vàng, mình cứ nhầm dương đỏ. Nhưng mà đây là dương vàng nhé. Dương tím, ok. Tướng không chưa nâng được đâu, bây giờ phải có thêm mảnh cơ. Hãy đi vượt tháp cho tôi. Vẫn vượt được mà. Cố gắng lên 200 đã, tính sau. Bây giờ Luffy thêm được thêm 2 sao nữa thì nó rất bá anh em ạ. Nếu được thêm 2 sao nữa thì cực kỳ là bá. Chưa thua đúng không? Chưa thua, tiếp tục là leo tháp rồi anh em. Leo giờ thua thì thôi. Leo giờ không thể leo nữa thì thôi nhá. Inuzenos các kiểu có đà điểu. Tiếp theo x2 lên luôn, x2 lên, ok. Vẫn đang chiến thắng anh em ạ, cho kiếm rất nhiều con cá luôn, rất rất nhiều. Triệu hồi. Giờ có 23 cá. Thế là kinh khủng lắm rồi. Tướng giờ khó khó lên lắm. Tướng giờ khó lên lên dã man luôn. Không hề dễ tí nào. Chúng ta có đá tăng bậc này, dùng luôn này.
Hộp tướng SR. Hộp tướng cùi bắp nhất đấy. Túi su ạ. Có 3 túi su. Mảnh tướng SR ngẫu nhiên. Mảnh tướng UR ngẫu nhiên này. Dùng hết luôn. Có tướng lên được. Con nào vậy? Ui Saitama. Ây chà chà. Saitama cũng lên được rồi đấy. Chất lượng chưa? Đấu trường này anh em. Sợ gì con này nhé. Có 4M 4 triệu được chiến nên tôi 60 mấy triệu được chiến cơ mà. Tôi có thể đấm được cái thằng mà bắt tôi hôm qua không nhỉ? Không rõ lắm, tiết thử đấu xem. Hạng cao thủ. Ấn vào đây nhá. Ấn vào đô hộ rồi. Ui thằng này lên 98M rồi, vai lồng. Khỏe thế. Đấm này làm sao mình có thể đấm lại được. Bất lực. Chúng ta gọi là bất lực anh em ạ. Tôi có thêm một cái cần câu vàng. Cần câu vàng rất là giá trị. Đèn khó, được cái đèn khó ghẻ. Không phải là quá giá trị lắm anh em ạ, bình thường thôi. Có cái bang này. Vào đấm boss nào. Đấm luôn. Sao cái thằng kia nó khỏe thế nhở? Nó lên 90 mấy triệu được chiến rồi. Thì tôi đấm kiểu gì bây giờ? Yêu cầu này, có 2 người muốn vào nhóm này. Đấy, điểm danh phát thế thôi là xong. Bây giờ tôi sẽ qua nhà bếp vào cái thư để nhận lại cái điểm này, hơn 5.000 điểm vàng. Tôi sẽ giúp chúng ta tăng thêm một tí về lực chiến đấy anh em ạ. Rồi bây giờ mình cứ để đây mình đánh thôi, mình đập vào này thôi. Có boss Pochi này, ngày cái số điểm cao nhất của một ngày thì nó sẽ được phần quà. Đấy, thêm 10 cá. Ui mẹ. Ải 2.000 á. Bao giờ mới biến được ải 2.000? Thì hiện tại đang mạnh nhất của mình rồi. Chẳng có team nào ổn hơn à. 4 con cùng một hệ nó búp thêm công á. Búp công rất là nhiều á. 15% công thì phải. Vẫn thắng mà. Vẫn thắng. Tôi không biết là tôi sẽ đấu đến bao giờ leo cái tháp ở đây. Nó quá dễ đi. Ui thất bại rồi. Đã thất bại rồi anh em ạ. Tôi cứ tưởng là sẽ có thể lên được. Nhưng mà có kẹt nhá. Có nên nâng cấp bọn này lên không? Nâng Sasuke, nâng Goku, nâng ấy lên không? Mình có 40.000 này. Thật là vãi lều. Lực chiến sẽ tăng lên 65 triệu lực chiến. Khá là được. Khá là ok thôi. Không phải là quá bá lắm. Labubu may không có thẻ trước thì lật nhé. Chứ mà con Labubu đấy cũng được. Bạn bè nhận và tặng. Không có ai mực, không có lời mời mới. Có mua cái hòm này thì mua nè. Mua cần câu, nhưng mà cần câu thấy nó không để lắm. Cái này là được rồi nhá. Rồi ok, thì xin chào anh em, hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.